Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài tiếng đàn ta lư. Trời ơi, kiếm bài nhạc luôn ha, tiếng đàn ta lư rồi vậy ha. Có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngốc là ê con xuống con nè. Trời ơi, cái giọng đó mà cao chót vót chẳng biết chị giàu ơi, chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền, bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì, lát nó không được biết tôi. Trời, vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á, chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em, mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc Giàu má em. Trời, cái hơi khủng khiếp. Trời ơi, nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa, em xin lỗi chị không? Dạ, mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Cái vụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi, cô Trang ơi. Theo chú á, thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành cho em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về, nhưng mà con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn.
chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực, và với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại, hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Con hát cái bài này xong con thấy có mê ly không? Dạ con rất là vui. Câu trả lời liên quan. Chú Nghĩa hỏi con có mê ly không? Dạ con rất là vui. Có nghĩa là con thích đúng không? Dạ. Thiện ơi, dạ. Em chọn cái bíp này cho em nó vừa phải. Chị nghĩ là nếu mà chọn một cái hòa âm khác thì cháu nó sẽ khó hơn. Dạ, với cái bíp nó nhanh hơn. Dạ, đúng rồi, nãy nó trước nhanh khi hơn, hát á, chị có nói với Trang là chết rồi. Bài này cho đứa nhỏ. Tôi nhép miệng mà tôi còn véo véo lưỡi nuốt luôn. Nhưng mà cái bài này em lại chọn cái hòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có những người thầy giáo như vậy canh được và biết con mình ở cái mức nào. Với thắc mắc nhỏ, ai suối con đeo đâu bông tai vậy con? Dạ thầy Thiện. Dạ thầy dạ. Bớt lại nha thầy. Dạ thầy đi hôm chặt. nay thầy đơn giản rồi thì thầy dồn hết tất cả những cái đó cho con đó. Chỉ có hai nét, một cái thật là khen và một cái thật là chê. Khen là thầy đã chọn một bài hòa âm rất là tốt, chê là làm lố.
chặt chém ban giám khảo ở trên này. Chị Hằng có công nhận em con bé đang bận bộ đồ sang không chị? Bộ đồ caro viền cái trắng đeo tới găng tay mà nó dài nó hợp lý. Ngồi chiếc xích lô giống như là cô gái ngày xưa đó chị. Đẩy ra bông phá hết trơn luôn à. Dạ, lỗi của em. Cái trang phục mình lên sân khấu nó quan trọng lắm con. Nhiều khi nó tôn lên cả cái tiết mục trình diễn của mình thông qua cái trang phục biểu diễn. Cho nên nhiều khi mình đơn giản chút xíu nó hay con ha. Cô rất là thích khi mà chú Thiện chọn ca khúc này trong cái đội của chú, bởi vì đây là những bài hát rất là hay mà biết cách làm sao để làm cho bài hát phù hợp với tụi con, nghe rất là hợp lý về tất cả mọi thứ. Còn riêng giọng hát của con á, bài này không chênh phô một nốt nào, hát rất là chính xác ha, cho nên cô thấy nhìn chung là rất là tốt. Chúc mừng con và chú Thiện. Cảm ơn cô. Vừa rồi mấy cô chú góp ý con về trang phục một chút xíu. Thứ nhất là để cho mình cải thiện hơn ở những vòng sau. Cái thứ hai là thật ra các cô cũng muốn cho vui vui thôi, chứ không có ý gì hết nha con. Ừ, nhưng mà nói chứ vô trong con tháo bớt ra đi. Rất dễ thương. Chúc mừng con. Ngay từ khi xuất hiện thì bé đã tạo nên một làn sóng yêu thích và thả tim từ các thầy cô giáo. Bây giờ con giới thiệu về mình nha. Dạ, chào các thầy các cô. Tên là Kim Anh, năm nay con 4 tuổi. Hôm nay con đến đây tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Con rất mong các thầy các cô chú ủng hộ con để con được tiếp tục tham gia chương trình này và viết một vở đen của con. Biểu diễn này của con nãy con nói cái gì đen đen gì đó chú nghe không rõ? Dạ belly dance. Đó. Belly dance là sao, nghĩa là sao ta? Dạ mua bụng. Mua bụng hả? Rồi ai mua cho con mấy cái gì đang đeo chỗ ngón tay này vậy? Dạ mẹ con. Rồi ví dụ như vậy lỡ mình ngứa quá mình muốn gãi làm sao? Dạ không được gãi lên sân khấu. Trời ơi, người ta chuyên nghiệp 4 tuổi, người ta có ý thức sân khấu đó. Thầy khoái từng động tác của con rất kỹ. Trời ơi, con thấy thầy Đại múa bụng đẹp không? Không. Thầy biết thầy múa bụng không đẹp thiệt, nhưng mà ở đây có mình thầy có bụng mà, năm người này không có ai có bụng hết á. Nhưng mà bây giờ vậy nè, con nghe những thầy cô ở đây nói nhận xét nha. Mời thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo. Khi mà con bước ra thì rất là hoang mang, nó ủa thí sinh đâu rồi, con chút ép à con ra. Mà với cái độ tuổi của con á, mà thầy thấy con nghe nhịp nhạc rất là chuẩn, những cái đánh hông của con rất đúng nhịp, thầy rất là lo là con không biết con có bắt được cái nhịp không. Rồi những cái belly dance của con á, mình dùng lực rất dữ, mình nén rất là dữ mới lên được một cái belly dance. Thành ra là đó là những cái ấn tượng của thầy đối với con, mà thầy rất muốn con về đây để cho thầy Đại nuôi con. Được luôn, bất chấp luôn. Khi mà con vừa bước ra và con biểu diễn bài belly dance rất là cưng, cô sẽ làm mọi thứ để đúng có rồi thể tạo cho con được đa màu sắc. Như thế nào cũng được, phải về với cô nha sẽ con. Thuê voi rồi thuê tùm lum ginh con lên. Rồi mất tiêu con luôn. Mất tiêu con luôn. Sao mà mất tiêu được, người ta giỏi là có nhiều thứ xung quanh để tuôn một mình con đúng lên rồi thôi. Con ơi, con dễ thương lắm luôn á, cho nên là ở đây á, mọi người ai cũng muốn con về đội của mình hết. Đây là một cái sân chơi dành cho các bạn tài năng. Con tuy là nhỏ nhưng mà con nhảy được, con múa được như vậy á, đó là một cái tài năng rồi. Cho nên bản thân chú á, thực sự chú rất là thích. Chú thì không có huấn luyện được con, bởi vì là không có thuộc chuyên môn của chú. Nhưng mà chú muốn con về đây nè, rồi chú Quyền sẽ có khả năng để làm cho con được nhiều thứ. Và ngày nào mà con tập thì chú sẽ qua chơi với con. Bình thường một ngày của con á là con làm gì, sáng con làm gì, trưa con làm gì, chiều con làm gì, nói chú nghe coi. Dạ buổi sáng con ngủ dậy con đánh răng rửa mặt con đi học. Rồi sao rồi chừng nào ba mẹ đón con về? Dạ chừng nào tắm rửa thay đồ coi tivi xong rồi ba mẹ dứa con về rồi mẹ chở con đi chơi. Trời ơi quá. Thương đi chơi ở đâu con? Dạ con đi chơi húng ngóm, con đi về nhà ngoại chơi với em con. Con nhìn vô camera nha. Đó, con nhìn vô cái cam đó. Bây giờ á, bà ngoại của con đang ở dưới quê á, đang coi con biểu diễn á. Bây giờ không, con mẹ, bà ngoại con không phải ở dưới quê. Bà ngoại con ở gần cây xăng ngọc đến.
là bà ngoại con ở gần cây xăng á. Bà ngoại vừa đổ xăng xong, bà ngoại đang coi tivi kìa. Con nhìn vô cái chú đang đưa tay đó. Con nói gì với bà ngoại đi. À, đó, con chào bà ngoại đi. Nói bà ngoại ơi, con được hai sự lựa chọn gì đó. Con nói đi khoe với bà ngoại nè. Đâu phải bà ngoại con lên đâu. Có nghĩa là bà ngoại con đang theo dõi chương trình chứ không phải bà ngoại con đang ngồi sau mấy quay phim. Vậy giờ con nói gì với bà ngoại đi kìa. Con muốn em con được ở với bà ngoại. Rồi con chúc gì cho bà ngoại đi. Con chúc gì bà ngoại không? Con nói con yêu bà ngoại đi. Con yêu bà ngoại, con chúc ngài không già. Con gái ơi, con có biết nhân vật hoạt hình Elsa không? Dạ biết. Con có thích không? Dạ không. Annabelle quá hả con? Không, Anna là em của Elsa. Đúng rồi. Chú Anna đâu có biết Elsa đâu. Nên được. Bây giờ con coi coi ở dưới ai biết Anna đó. Con thì ơi, về đội người đó bên kia con. Màu xanh là giống Elsa đó. Đừng có qua đó. Kìa, ở dưới có cái chú áo xanh đó, chú Nam Cường đó. Là mặc cái màu giống Elsa. Còn cái cô kế bên là mặc màu giống Annabelle. Con ơi, con con về đợi chú Cường. Thế nhà chưa có hỏi mà. Chưa hỏi. Sẵn cho con mèo luôn. Trời ơi, cưng quá. Thưa quý vị, đây bây giờ em đã hiểu được giá trị của đồng đội. Em chưa mở miệng nói một câu luôn. Lần đầu tiên MC chưa kịp hỏi câu nào hết. Bé tự khẳng định con về đội chú Cường. Chú đừng nói nhiều nữa. Dễ thương. Rồi ẩm về luôn. Trời ơi đã quá đã luôn. Thôi nay xa cách rồi.
Chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? À? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con. Giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền thầy Lộc. Mời thầy Lộc. Con ơi nãy con ca cái câu gì đó. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Lấy tòng sao ta không biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ cái gì anh lại thôi để anh hát cái câu tiếng bè đi. Em tự tin theo tiếng bè nước nở. Tiếng bè đi, tiếng bè đi. Tiếng bè nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Em thầy Quyền có lại được không đâu con. Nó hát cái lòng là nằm ở cái khúc ruột non. Còn nhỏ thầy Lộc hát cái lòng mới rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi. Còn nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi. Mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ? Thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường. Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa. Từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chuyện gì đang xảy ra anh vậy? Xin phép thầy, con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn đó, khỏi xin hả thầy? Dạ. Dạ, con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả. Con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Diệu Phạm Ngọc Diệp,
Năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ, sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy.
Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát Nam Bộ? Con sinh ra ở đây con... đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ dạ. con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa, ủa sao ngồi? Ủa khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, rất là đáng yêu, rất đúng là ngọt rồi. Ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con hay lắm vậy? Ai dạy cho con? Dạ con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về đội của thầy thì thầy sẽ tập để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng đó. Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Dạ. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tảo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì ai cười gì vậy? Dạ nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại vậy đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tường cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con anh hơn. Nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi, lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Thì đại gia đình mình chụp một tấm hình để một hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ, 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Không, và bây giờ đừng quay mặt lại đi, mình quay mặt. Hai con nắm tay nhau, hai chị em nắm tay nhau. Mời hai con bắt đầu. Đằng sau á. Chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình Bóng Quê Nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Câu tre qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn chảy con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngang ngang câu
về đồng ăn cua. Đang có bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của miền quê, gió đưa mây làm mây tím sóng xô ngập ngừng, chiều vẫn buông vẫn còn chờ ai như tóc. Từ lúc chào đời chân quen đất nẻ, sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng cao, gõ nhịp dài mau nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng ơi. À, con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc khác về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thật chúc là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Đấy, chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả các bạn, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh và con xin trình bày bài nhảy Hip Hop Dance. Xin chào Ngọc Hân và bây giờ chúng ta khoan sẽ... Duy cho coi cái. Xuống đi em thầy rồi, xuống đi. Không có thầy, không có rượt đô đâu. Trời ơi, nhìn gần mới thấy ai quýnh nhủ cho con nhỏ. Mà bước ra sân khấu tưởng trước khi ra ai quýnh khóc ổng không á. Anh tưởng em lên lưng phụ kiện. Không có phụ kiện. Thôi không có bấm đi. Không bấm thì thầy cũng sẽ bấm để thầy bắt thầy Lộc dạy con. Sao hai bên ngang ngược vậy luôn hả? Ngang ngược vậy luôn hả? Còn đối với thầy Quyền thì như thế nào ạ? Con thực sự có rất là nhiều động tác, con hiểu không? Nhưng cái lực tay của con
rất là yếu, rất là lỏng và nó không có điểm dừng. Thầy đang chơi một điểm nhấn nào đó trong động tác hay là một cái dừng hay là bùm bùm, nó chưa đủ mạnh để cho thầy cảm thấy ra oh wow, con hiểu không? Nhạc của con tròn rất là hay nha. Phong cách áo quần của con thực sự rất là tuyệt vời, nhưng con thiếu rất là nhiều thứ. Và thầy cũng rất là muốn tròn con, nhưng mà thầy cảm thấy rằng là có cái gì đó nó ngắn cách cái tay thầy tới cái nút này, con hiểu không? Thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo đã chọn con, nhưng nhớ đây là cơ hội của con và con phải bản lĩnh nhiều hơn khi con bước tới lớp học này. Tại sao thầy không bấm để thầy giúp con? Bởi cái điểm gì ngày hôm nay đang vân vân. Dạ xin phép ban tổ chức cho em nhờ anh Quốc Đại giúp em qua kiểm tra coi cái chỗ cái nút á nó có bị cái biến kiến nào chặn lại không ạ? Rồi. Đó cho đẻ mà có gì đâu cản. Có khi nào tự nhiên tôi bấm bển cái về bển ta? Là tôi tội đồ nha. Tôi tội đồ ha. Vậy thì bây giờ vậy nha, chúng ta có hai lớp học. Lớp học nào thầy cô cũng giỏi, lớp học nào thầy cô cũng thương con hết. Bây giờ con sẽ lựa chọn. Ai con cũng hâm mộ hết, nhưng mà quyền lựa chọn chỉ có một, cho nên con xin chọn về đội của chú Đình Lộc và chú yeah. Hợp lý. Xin chúc mừng đội Nhi Sắc Nhí đã tuyển thêm một chiến binh nữa về đội của mình. Đây. Để thầy ôm cả này, cổ lên nha. Thank you.
Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời nhận xét đến từ cô hiệu trưởng nha. Mời cô Đoan Trang ạ. Chào con, chào Thái Hà. Con năm nay bao nhiêu tuổi con? Con năm nay 11 tuổi. Con 11 tuổi, con ở miền Bắc vào hả? Dạ không ạ, con ở miền Trung. Tỉnh nào? Dạ tỉnh Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, ok. Đẹp trai quá à. Tóc của con nè, rất là đầu tư, cắt có cái đường éo bén ở đây, model ha. Rồi bộ đồ rất là trang nhã, rất là sang trọng. Cô rất là thích giọng hát của con, vang như là cái tiếng chuông vậy đó. Với cái chất này nè, là có thể khai thác những cái khác nữa. Bởi vì sao? Những cái luyến lấy của con cũng vẫn rất là hay, nhưng mà chưa đủ cái nét sâu, nét bén. Cho nên cô cho là hai thầy trò cứ tìm hiểu nhau nhiều hơn, để cô muốn nhìn thấy được cái khả năng của con trong cái chương trình này như thế nào nha con. Cảm ơn cô. Thầy Đại Nghĩa, coi con hát cái bài này, nhất là mấy cái cô chú phía sau minh họa đó, thầy nhớ là ngày xưa khi mà mình còn đi học cũng vậy, những người bạn cùng lớp cũng đùa, cũng nghịch, thậm chí là còn nhiều hơn như vậy nữa, làm cho tất cả những người đã trưởng thành, những người đã rời xa mái trường, nhớ lại về một cái thời kỷ niệm đẹp trai sáng trưng ha, hát hay nữa. Thì chú Nghĩa nghĩ rằng mọi người khi coi chương trình này sẽ rất là thích con luôn đó nha. Chúc mừng cho cái bài hát hôm nay của con đã hát rất là tốt. Bây giờ con sẽ nghe cô Vân nhận xét nha. Với tuổi của con nha, có thể hát bài hát này nhưng mà không có nghĩa rằng mình hát một bài buồn là mình phải buồn từ đầu đến cuối. Là do bình thường con là một cậu bé ít cười, hay là do vì hôm nay mình hát bài này cho nên là mình bị buồn hơn bình thường con? Tại vì làm cho con một cái tiết mục là quay về trường cũ với những cái ký ức mà vui như vậy, nhưng mà cuối cùng con có một mình đó, thành ra buồn luôn, mặc định buồn luôn. Và thật sự là ở ngoài con cũng là một cậu bé, mặc dù rất là sáng sủa và nhưng mà hơi là rất trầm là tính. hiền và trầm tính, rất là thông minh. Khi mà khi Quốc Đại hướng dẫn về những cái luyến hay là những cái nghỉ hơi hay là những cái nhấn từ thì bé rất là nhanh để tiếp thu. Và hôm nay thì thầy ngồi trên đây thì thầy có cảm giác là con còn thiếu một cái xíu lực. Đúng ra con có, thầy nói như vậy thôi, nhưng mà đối với con làm hôm nay thầy rất là vừa lòng. Thôi bây giờ vậy nghe, không lo gì nữa hết trơn. Lại cảm ơn thầy Đại, cảm ơn thầy Lộc, cảm ơn cô Thảo đi. Chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, tạm chia tay với thí sinh Thái Hà. Ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Đêm phương Nam nằm ngang
Thầy Đại Nghĩa nãy giờ ngồi ở trên ghế mà như khớp con ngựa ô vậy đó. Không mới có thay... khớp với con chứ không phải con ngựa. Chứ không phải khớp con ngựa mà là khớp với con. Trời ơi con bé nó nhỏ xíu mà sao nó hát máu lửa sung quá hay quá. Con mấy tuổi rồi Trâm Anh? Dạ năm nay con 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi mà sao nhỏ xíu vậy? Ngày ăn mấy chén cơm? Dạ ngày ba bữa. Ba bữa một bữa. Một bữa mấy chén? Một bữa là một chén. Chú Nghĩa dòm tưởng con chắc cũng chừng 5 tuổi hay là 6 tuổi thôi, chứ không nghĩ là con tới 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi rồi, lớn quá trời lớn luôn. Cái bài này thật ra nó không phải là dễ hát đâu. Chú Nghĩa từng hát bài này rồi. Chú Nghĩa biết cái nhịp nó cũng khó, mà cái lời nó nhanh, nó nhanh liên tục, mà từ lời này qua lời kia nó cũng giống nhau. Mà một cô bé 8 tuổi rưỡi như con, con nhớ được hết cái lời ha, rồi con nhớ đúng cái nhịp, cái tiết tấu, để con hát cho trọn vẹn cái bài này là một cái điều mà chú Nghĩa cảm thấy khớp với con lại vậy luôn á. Chỉ có một cái điều duy nhất chú Nghĩa hơi tiếc chút xíu thôi. Khi con diễn cái bài này, con ít có giao lưu với mấy cô chú xung quanh, và đặc biệt là hai cái con có vẻ như con ngựa phía sau lưng con đó. Nhìn không biết đó là con gì luôn con, nhưng mà nói chung mình biết rằng đó là hình tượng của hai con ngựa. Và nếu như có những cái nhân vật nào hỗ trợ cho mình như nhân vật hai con ngựa vừa rồi á, thì mình cũng quay qua mình diễn với hai con ngựa cho cái tiết mục mình nó thêm sinh động con ha. Cảm ơn chương nghệ. Bạn Trâm Anh hát là cô Hốc thấy thầy Cường ngồi bên kia mặt căng tập trung. Hiểu mà, thương giống như thương con đúng không thầy Nam Cường? Rồi em tưởng em đi thi không á. Lo cho đúng không, mà gặp bài này khó quá. Và cô Ốc nghĩ là bài hát này khi lên sóng cũng là một cái màu sắc rất là mới. Vì bài này thường người lớn hát á thì nó khác, nhưng mà qua con nít hát mà lại có thêm cái phần sáng tạo là thấy hai người, xong cái sau là con không biết ở nhà. Có hai người, con không biết ở nhà. Rất là dễ thương và nó là điểm nhấn của bài này. Và cô chúc mừng Trâm Anh với tiết mục này nha. Cảm ơn cô Ốc. Cô thấy là ở con có một cái bản lĩnh rất là tốt trên sân khấu. Có những cái đoạn con hát á, mà nó cao quá, con xuống tấn để con thay lấy cái hơi, nó hỗ trợ cho con thêm. Thì đó là những cái điều cũng rất là chuyên nghiệp á con. Cố gắng hơn nữa nha, nếu có cơ hội vào vòng trong ha. Dạ, thầy Cường thấy phần thi của bé như thế nào ạ? Thì Trâm Anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc mà mình tập với nhau. Trâm Anh làm máu lửa hơn, gằn ghiếc này kia nó cũng nét hơn những lần trước. Con là một trong những bạn gọi là bản lĩnh nhất ở trong lớp của mình. Cho nên là khi mà con ra thì thầy không có quá lo lắng cho con, bởi vì cái bản lĩnh của con có. Thầy chỉ lo nhất là cái việc mà lên sân khấu con có lửa hay không thôi. Thì nếu như mà con được các thầy cô chọn, hoặc là có một cái sự may mắn để vào vòng trong, thì hy vọng rằng thầy và con sẽ nhớ những cái điều đó để mình làm tốt hơn nữa con nhé. Thưa quý vị, đây chính là phần dự thi của thí sinh Trâm Anh đến từ lớp học Xì Trâm. Một lần nữa chúc mừng con, và bây giờ mời con có thể cưỡi ngựa để di và chuyển vào bên trong chờ kết quả nha. Mời con. Thank you.
Thấy thương quá à. Bây giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô Ốc không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con. Tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn. Nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị. Và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút. Nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy. Và cô thích cái sự nhẹ nhàng, thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn con rất ạ. Là nhiều. Biết sao mà con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á, luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. À. Cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Trên quê hương qua đi hỏi một làn nắng nghi cùng
ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra đi ra liên tục qua ngồi nhí đó, những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Dạ, nghe ra cô cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa, nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân ơi, con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền queo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm từ tốn trên sân khấu, con xử lý. Tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không, nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết, con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên từ cái chỗ từ. Mà phiêu phiêu đó, đó cái chỗ mà cái hát phiêu đó. Đó. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Cô. Chúng ta sẽ nghe cô Ốc nói như thế nào về phần biểu diễn này. Mời cô. Nói gì nổi nữa. Quéo luôn rồi.
Tại vì con ra một cái là cô cảm giác giống như là cô mới được uống đâu mấy lon nước tăng lực. Trời ơi, cô phân nữa. Trời ơi, nói chung là bây giờ là cô có thể tăng động vì con luôn đó. Quốc Vượng ạ. Ủa sao giờ con nhẹ nhàng vậy? Hồi nãy giống như là con là một người khác. Thì đúng rồi, cô cái phần biểu diễn đó người ta dành cái năng lượng cho việc đó. Còn bây giờ người ta cái trời gốc ơi, là nhẹ nhàng hả con? Vậy con cảm ơn cô một cách rất là máu lửa hồi nãy coi. Con làm ơn cô. Chết luôn rồi. Thầy ơi, cô choáng váng. Mời thầy Đại Nghĩa. Chắc con là học trò cưng của thầy Nam Cường hay sao đó. Thầy Cường hộp con hộp 10. Hộp bự. Trời để đâu có bao nhiêu hộp là thầy dồn qua cho con hết thì sao đó. Con ơi, con đã từng tham gia nhiều cuộc thi hát chưa? Dạ thưa thầy, đây là lần đầu tiên con tham gia một cuộc thi lớn ạ. Ồ, chứ trước giờ con tham gia những cuộc thi như thế nào? Dạ trước giờ con chỉ đi diễn giao lưu ở trong tỉnh thôi ạ, chứ con chưa đi tham gia. Con ở tỉnh nào con? Con ở tỉnh Phú Thọ ạ. Phú Thọ. Con có học hát không? Dạ con ở Phú Thọ nên là không có nhiều trung tâm dạy thanh nhạc nên là con phải tự nghiên cứu trên YouTube ạ. Wow, tự nghiên cứu, tự tập mà hát được như vậy thì quá là tốt. Và ngay cả cái phong cách trình diễn của con cũng vậy, con có bị ảnh hưởng bởi ai đó không? Dạ con nghĩ đây là một phong cách của Quốc Vượng ạ, chứ không phải một phong cách của ai đó. Và cái phong cách này là phong cách trình diễn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và chú thấy thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của chú Nu Phước Thịnh, có một chút hình ảnh của chú Tùng Dương. Có nhiều cái màu sắc, nhiều cái hình ảnh mà chú nhìn thấy ở trong con lắm. Con yêu thích cái âm nhạc, con yêu thích được trình diễn cho nên là con xem nhiều đúng không? Và những cái điều đó mỗi người con học, con góp nhặt một chút để tạo ra một Quốc Vượng đầy lửa trên sân khấu của ngày hôm nay. Về giọng hát của con rất là chắc, con chưa từng học thanh nhạc mà con hát được như vậy rất là chắc, cột hơi con rất là khỏe. Những cái chỗ con xử lý gằn giọng nó cũng rất là hay, nó hợp lý, nó không có quá nhiều để mình cảm giác là bị lạm dụng. Con rất là chừng mực trong cái chuyện xử lý những cái câu nào con gằn, những câu nào con hát mạnh, những câu nào con buông lơi. Con làm điều đó rất là tốt. Và chú Nghĩa đang cảm giác như là mình đang đi coi một tiết mục của một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là một cậu bé 13 tuổi tham gia chương trình này. Với cô á, là cô rất là hiểu con ở chỗ là con quá đam mê, con quá bản năng. Nhưng mà con rất chuyên nghiệp. Con chuyên nghiệp cho nên con nghe, con xem, con góp nhặt những cái gì hay. Nó mới ra một cái phiên bản Quốc Vượng như vậy. Rồi bây giờ con được lên một sân khấu lớn, con được bung xõa như vậy đó. Đây là cái nơi sẽ làm cho con tỏa sáng. Nhưng mà thầy cô sẽ cùng giúp cho con để làm sao cho con trải nghiệm được tất cả những cái thể loại âm nhạc khác nhau để xem cái khả năng của con tiếp theo nữa sẽ ra làm sao. Nếu như con may mắn được vào vòng trong nha con, vẫn giữ cái lửa đam mê đó nha con. Rất tốt, cảm ơn con rất nhiều ạ. Bây giờ con sẽ nghe thử xem là thầy Nam Cường dặn dò con như thế nào nhé. Về phần Vượng á, Vượng là một người có cái năng lượng rất là nhiều, cũng như là con rất là máu lửa trên sân khấu, khác với những gì mà lúc mà thầy cô tập cho con ở nhà. Rất là hiền, rất là ít nói, nhưng mà lên sân khấu con rất là máu lửa. Nhưng con bị một cái là con không có biết cách chia năng lượng của mình đều trong một bài hát. Cái điều đó thầy nói ra rã mỗi ngày, và trước khi thi thầy vẫn dặn con điều đó. Và rất là may khi mà ngày hôm nay, khi mà con bước ra sân khấu này, con đã làm đúng với những gì mà thầy dặn. Chỗ nào cần bùng nổ, chỗ nào cần giữ hơi như thế nào. Tại vì thầy biết thầy đã từng nhảy và hát rồi, rất là cực, giữ cục hơi rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay con làm đúng với những gì mà thầy mong đợi. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn Quốc Vượng. Chiều qua quên đi ngôi nhà, từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng cho em những gì hy vọng, đó là mai trường. Dù rằng em bước thanh thang, hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh. Về một thế giới cho em những gì tốt đẹp, đó là tấm lòng của bao người.
bao người. Cảm ơn vũ đoàn Đam Mê, chúc mừng Hà Vi. Thầy Cường, có chuyện gì đã xảy ra với thầy? Tại cái lúc con hát, con có hơi bị tập trung quá. Có một số cái con không làm đúng cái ý đúng không? Nhưng mà về sau đó thầy thấy con lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn con. Hà Vi ơi, mệt không con? Dạ không. Con có hài lòng với tiết mục của mình không? Dạ một nửa. Một nửa. Có phải do hôm nay mình hơi hồi hộp, hơi căng thẳng chút xíu không con? Sự là cháu phải đi bác sĩ hai ngày nay. Đó, ngày... chú nghĩ rằng con mệt. Ngày chắc là con hai hôm nay là cháu đi bác sĩ. Và cái ngày hôm qua chạy chương trình đó là ù tai không nghe gì hết luôn. Một phần là vì bài hát này khó quá. Nếu mà không bản lĩnh là sẽ rất là dễ bị lôi ở một số đoạn. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng là Hà Vi vẫn có một cái chất giọng rất là đặc biệt, đầy nội lực, nó khỏe và nó rất là nhiều tâm trạng, nên là nó vẫn truyền tải được cái điều bài hát này muốn nói. Cảm ơn con. Chú Nghĩa có cảm giác giống như cô Vân vậy đó. Cảm giác con đang cố, con hết sức, con rướng để con hát, và nó không có thực sự được thoải mái. Và cái điều đó nó còn hiện rõ lên trên gương mặt của con luôn. Thì đây cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia một chương trình nào đó đó con. Phải giữ được cái sức khỏe của mình, phải giữ được một cái trạng thái nó tốt nhất cho cái ngày thi. Cái âm sắc giọng của con chú cũng rất là thích. Ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt con nha. Dạ. Bài này là một bài hát rất là hay. Tuy nhiên á, để hát được bài này tốt á, phải có thời gian để cảm nhận được cái điệu của cái bài này. Tiết tấu của bài này là kiểu phân kỳ, nó hơi rock alternative, thì nó rất là khó để mà có thể bắt nhịp được nó. Cần phải có cái nhịp ở bên trong là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đủ cái thể lực của mình để mà đi hết tất cả các quãng. Bài này vô cùng khó, cao độ lên xuống, phải có thời gian vừa cảm được âm nhạc vừa tập thật là kỹ thì hát mấy cái đó nó tròn trịa đâu đó hết á. Người ta nghe người ta mới cảm nhận mức sức khỏe chút xíu, nhịp chưa chắc hoặc là cái cao độ chưa vững, giống như cái đường ray. Nếu như cái nốt của mình nó đi trật ra đường ray một cái là người ta thấy được mấy cái lỗi đó của mình liền. Đó là cái vấn đề của con ngày hôm nay thôi, chứ cũng giống như là chú Đại Nghĩa và cô Ốc Thanh Vân. Từng con sông lớn đang dần trèo thành bão giông, không ngừng xưa hết đi cả những khát khao. Lòng này tan vỡ, chỉ còn lại những đớn đau, khiến từng lời nói tan vào gió mưa. Chẳng thể khóc, cũng sẽ không thể gục ngã. Dù chìm trong ngục tối, cũng sẽ không ngừng nuôi giấc mơ. Tôi không im lặng nữa, trong khi những rối gian năm trước có những điều luật khác nghiệt và chưa bao giờ có thể đổi thay. Nhiều điều vô nghĩa không khi nào được nói ra, giờ thì đã đến lúc phải khác đi. Vì tôi sẽ đứng lên từ hy vọng để giấc mơ vụt bay. Chẳng thể nào ai đắm chìm với im lặng.
Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Đây là một cái ca khúc rất là khó, rất là quen thuộc đối với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp, rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó, nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao, nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này, và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người, và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng, và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi, thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi ha, một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nó thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Yeah.
Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè, thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong, cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt, mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông. Suốt quê tôi lượn vòng, quê tôi mây mông lúa mây, cò bay lạ lơi, công an ai à? Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn chăn trở. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét như thế nào về tiết mục dự thi nha. Xin mời cô. Dạ. Cô rất là thích bài hát này của con. Cái bối cảnh rất là dễ thương, ở vùng quê có lũy tre, có cây lúa ha. Rồi giọng hát của con cũng rất là, lực của con rất là mạnh. Có điều là để ý những cái nốt thấp nha con, những cái nốt trong cái bài hát mình sẽ phải tập làm sao để mở thêm, hoặc là có cái chiêu gì đó hát để đừng mấy cái nốt thấp đừng có để bị tối quá ha. Và cô rất là thích những cái bài hát của thầy Nam Cường làm cho đội các con nói chung. Âm nhạc rất là mới, rất là sang. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô. Mời cô Ốc.
Ở bài hát này thì cô không có để ý đến những cái bối cảnh xung quanh mà cô chỉ tập trung vào giọng hát của con. Tại vì cô thấy con giữ được cái giọng hát của mình từ đầu đến cuối, gần như là không có một cái đoạn nào mà cảm thấy nó bị tụt cái cảm giác của người nghe. Và con đã làm rất là tốt. Nhưng để cho bài hát của mình sinh động hơn thì cô nghĩ rằng là Hà Vi cần phải giải phóng hình thể hơn, đúng với cái tinh thần của bài hát này. Còn tụi chung lại thì đây vẫn là một tiết mục tốt của Hà Vi. Dạ, con cảm ơn cô. Thầy con đã đưa ra một cái không gian mà rất là có cảm tình với người xem. Nó mọi cái nó nhẹ nhàng. Mà con thì cũng vậy. Chú Nghĩa nghe bài này cũng nhiều bạn hát lắm rồi, nhưng mà hôm nay khi mà nghe con hát, chú Nghĩa vẫn có một cái cảm giác nó rất là tươi mới. Và nghe con hát chú Nghĩa cảm giác đói bụng muốn về nhà ăn cơm liền vậy đó. Dạ đúng rồi, mà thầy của bé chọn cũng mát lắm. 8-9 giờ tối hát bài về ăn cơm, đói muốn xỉu vậy đó hà. Con đói bụng không? Dạ không. Không đói, bởi vì mình sung quá, mình ra mình trình diễn vui quá mà, phải không con? Bây giờ vô trong cánh gà mới bắt đầu đói nè ha. Dạ con không đói, con không mới đói ăn luôn. Mới ăn luôn. Mới ăn hàng chi năng lượng con bé nó dồi dào hết sức luôn vậy đó. Chúc mừng con với bài hát vừa rồi nha. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn con. Và bây giờ thì mời con có thể trở về bên trong. Trên con phố xa mờ sinh đôi cuốn tràn đài tung bay áo lụa dài làm lòng ai sao thầm thương như đã ngỡ sai dài đời em vượt qua. Xa ở trời giờ đàn về bay là lời hãy để nắng rồi vào giang em thôi từ đơn công lùa nhéo vai em lùa trên tấm thân em như lời thơ lùa ông lấy thân em tựa giấc mơ lùa trên trên con phố xa mờ sinh đôi cuốn tràn đầy tung bay áo lụa dài làm lòng ai sao thầm thương như đã ngỡ sai dài đời em vượt qua. Như sắt than trong cơn bờ giờ đàn cùng em dạo trời giờ đàn nhẹ bay là lời hay để nắng rồi vào giang em thôi từ đơn công lùa nhẹ ông lấy em lùa trên tấm thân em như lời thơ lùa ông lấy thân em tựa giấc mơ lùa trên tấm thân em như lời thơ để cho anh vui ngắm lời thơ để cho anh lấy cả tình
Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Mỗi... Việt. Chúc mừng Gia Linh. Con diễn mà cô mỏi hết. Mà hề hước nhất sai phải không? Con thần thái lắm. Lúc mà các bạn mà con đi xuống đây mấy cô chú nè. Đi dễ không? Dễ không? Dễ không? Xuống nghe răng cường cái hàm răng giòn thưa thớt. Mà ngay từ cái khúc mà bước ra sân khấu thôi, bước ra đây là đã thần thái rồi. Thần thái đã đi bằng một cái điệu bộ rất là khác thường rồi. Ủa như người lớn vậy. Cái mặt mà lúc lấy hơi em không biết sao em nhìn giống y như chị Mỹ Linh vậy á. Đúng. Thần thái rất giống cô Mỹ Linh. Y như là cô Mỹ Linh vậy đó. Mà cái lúc ra đây nè, cái lúc Lan hát cái gì đó chừng có dấp chút tiếng chù vậy nè. Mà mê con vụ gì đi không con? Con đứng con ẹo qua con ẹo lại xong hơi con mệt rất mỏi đó. Xong cái cầm cái micro rất là hờ hững. Bất kỳ ai nào vô chỗ nào đâu biết nữa. Không cần quan tâm ha, bởi vì mệt rồi. Chú Nghĩa ơi. Sao? Không phải đâu, tại cái micro nó nặng quá. Thì bởi vậy mà bởi con ẹo lúc nữa. Mà tập nó thầy có micro nào nhẹ hơn xíu không thầy, nặng quá. Nó ráng con phải ráng cầm cho nổi nha, nó không có nhẹ hơn con thầy. Mệt á. Dạ thôi con ráng. Đèo xong cái mặt con thở ra đó. Ghét quá. Mà chỉ cái micro đâu đây nè. Mà cô nể mấy cô chú ở trong Vũ Đoàn Phương Việt á vẫn múa tập trung được, chứ gặp cô là cô mát rồi, cô múa không nổi đâu. Cô mà nhìn thấy ai mà đứng đằng trước cô mà eo eo đó là cô mát rồi. Mà bao nhiêu cô chú ở Vũ Đoàn Phương Việt, nhất là mấy cô ở Vũ Đoàn Phương Việt mặc đồ lụa vậy đó mà chú Duy không thèm nhìn luôn. Chú Duy nhìn đúng một mình con á. Tội nghiệp con, chắc con không hiểu gì mà đâu. Con đáng yêu. Nhưng mà lắm. Tại con rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Bộ đồ của con mẹ may rất là đẹp, phối màu đẹp lắm. Nhưng mà cái bài này nó quá cái cỡ của con, nó giống như một cái tác phẩm lớn quá so với con, bởi vì cái bài này nhiều nốt thấp quá mà cũng nhiều nốt cao quá, đúng không thầy? Rồi mần răng mà hát chi cái bài cực dữ vậy. Bé nó ra nó mới mở cao đầu vô lùa ra ra chân luôn á. Tuy nhiên trong sau đó là tỉnh luôn. Tuy nhiên trong chất giọng á là có những cái nốt cao tuyệt vời, là bé này có nhiều cái để mà khai phá nữa đây. Chúc mừng con, dễ thương lắm. Tại người ta còn nhỏ quá, thành ra là mấy tuổi rồi con? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 6 tuổi. Trời đất ơi, 6 tuổi. 6 tuổi. Con không có thích hát bài dễ đâu cô. Vậy giống đó. Giống trước con hát mưa bay tháp cổ. Trời vậy đó. Đâu hát lại cho cô Trang nghe lại cái đoạn đó đi nè. Trời đất. Bây giờ đưa bài dễ đi, chị không hát làm sao? Nhưng mà hát bài khó quá, dùng hơi nhiều á con. Linh, Gia Linh. Gia Linh ơi, điệu kìa. Lòng chào dâng bao niềm vui quy chương Phật đài. Mùa du lan đến áo con cài hoa hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ
sắc hoa u buồn mất con. Chúc mừng Nguyễn Thị Hương, con đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Bây giờ mình sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét nha. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Rồi, ố con nói tiếng Bắc dạ. Là con người Bắc dạ. Bài vừa rồi là hát theo cái kiểu Nam Bộ hả? Dạ. Cô rất là thích những cái sự bất ngờ đó. Mấy bạn nhỏ mà hát được như vậy là rất là thông minh đó con. Bởi vì phát âm là một trong những phần vô cùng quan trọng trong cái việc hát của mình ha. Giọng hát của con, cái giọng hát của mình nó có 3 phần như vậy nè, rất là dễ hiểu là cái phần trầm, phần trung và phần cao. Thì cái âm trung của con rất là đẹp, cô thích lắm. Nhưng mà những cái nốt thấp á, mình còn hạn chế quá, và ngay cả nốt cao cũng vậy. Thì cái điều này á, cần thời gian nhiều lắm để mà tập luyện, để mở rộng cái âm vực giọng của mình ra bằng việc luyện thanh. Ngoài ra thì con rất là dễ thương, hát cái bài này rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Cô hy vọng là con có được may mắn để tiếp tục vào vòng trong, để con có thể cùng với thầy Nam Cường của con phát triển bản thân của mình hơn ha. Chúc mừng con. Ở góc độ là một người khán giả, một người mẹ, khi mà nghe một bài hát về Vu Lan như thế này thì không biết là cô Ốc nghĩ như thế nào ạ? Cô đã sợ rằng là mình lại rơi nước mắt khi nghe bài hát này. Cô rất là sợ nghe những bài hát về cha mẹ, nhất là khi mà cha mẹ mình không còn hiện hữu nữa, thì thực sự là điều đó chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu. Cô cũng chỉ còn mẹ thôi. Cô cũng không có muốn là khi cô nghe bài hát này xong rồi cô bị cái cảm xúc chi phối rằng là cô sẽ rất là buồn vì nhớ người bố đã mất của mình. Nên là cô rất là trân trọng cái khoảnh khắc mọi lúc mà cô được bên mẹ. Và cô cũng mong rằng là những bài hát như thế này á, sẽ được hát thật nhiều, được vang lên trong những chương trình hay như thế này, để mà mình nói với mọi người mẹ rằng á, là mọi người mẹ là những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Và những người con như chúng ta phải làm được một điều gì đó cho mẹ. Những gì về thanh nhạc thì cô Đoan Trang đã nói rồi, cho nên cô không có nói thêm nữa. Và cô mong rằng á, là nếu đi tiếp nha, thì Hương con nhớ là trong bất kỳ một bài hát nào thì mình sẽ phải đặt cảm xúc của mình nhiều hơn. Tại vì khi mình có sự rung cảm trong bên trong con người mình á, khán giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được điều đó. Thì ở đây cô không nói rằng là mình không có cảm xúc với bài hát này. Nếu được thì hãy thêm cảm xúc của mình nhiều hơn vào những tiết mục của mình nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Ốc. Hãy đưa tất cả những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của con vào trong cái tiếng hát của mình, thì nó sẽ chắp cánh cho cái giọng hát của con bay cao hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Duy muốn được mời thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền có thể cùng đứng ở đây với bé có được không ạ? Dạ, mời hai thầy. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chào bé Nam Cường, thì cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô vừa rồi. Tối hôm qua khi mà tổng duyệt chương trình, bé vẫn còn bị tắc tiếng và mất giọng, không thể hát được. Thì ngày hôm nay thì trời thương để con có thể hát được trọn vẹn ca khúc này. Tuy cái cảm xúc có thể là nó chưa được đong đầy cho lắm, vì mình còn có nhiều những cái yếu tố khác nữa, nhưng mà với thầy ngày hôm nay con đã là thành công rồi. Cảm ơn thầy. Một lần nữa xin được cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Hương đã mang đến những cảm xúc rất đáng yêu và đầy tình cảm. Cảm ơn con. Và con có thể trở về dưới. Cảm ơn thầy Nam Cường, cảm ơn thầy Mạnh Quyền. Thưa quý vị, nếu như chúng ta đã từng theo dõi ở những tập phát sóng lần trước thì quý vị sẽ không quên được cô bé Yến Phương. Cô bé chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng khiến cho người cô trong lớp học của mình, đó chính là cô Xuân Thảo, chia sẻ rằng: ôi tại sao nhìn con, cô nhớ tới cô của ngày xưa quá. Vậy thì liệu cô Xuân Thảo cũng như là những thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí sẽ giúp cho Yến Phương thể hiện được tài năng của mình như thế nào ở vòng thi đấu này? Mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần dự thi của bé Yến Phương.
đèn mờ như ánh sao rơi, đời như ly rượu đầy vơi nghe gì. Thời gian ngừng lại không đi, trời vơi đám đuôi hàng mi chập chờn. Bây giờ thì mình sẽ nghe cô hiệu trưởng nhận xét nha. Mời cô ạ. Hải biết sao, cái phần con ngâm á làm cho cô bất ngờ ghê luôn á. Tại vì giọng con trai mà ngâm nó rất là mềm, rất là ngọt luôn. Có điều là vô bài á thì con bị hững vài chỗ. Ví dụ như câu đầu ha, đèn mờ như ánh sao rơi, mà tự nhiên hát lòn đâu dưới chi vậy? Đèn mờ như ánh sao rơi gì đó, là nó mất đi cái độ sáng của bài rồi. Với cái câu đó đó, nếu hát đúng, ai đã từng hát qua bài này, đã từng nghe qua bài này thì ai cũng biết cái giai điệu là giai điệu kia, cái phần câu cao á, cho nên con hát như vậy thì nghe hơi hận chút xíu. Với cả sao nó thấp dữ vậy, thì cẩn thận, tại vì cái bài này á, ngay cái phát súng đầu tiên con hát là nó là hai cái nốt rất là thấp, cho nên một là phải nâng tông lên chút xíu, rồi mấy cái lúc lên cao là ăn gian giọng gió, nhấn nhá lên giọng gió. Chứ còn nếu mà thấp quá mà vô liền luôn, người ta để ý liền thì cái hai đó là... lần luôn á, tức là con lặp lại, con hát hai lần thì cả hai cái từ đầu tiên nó đều mất, không nghe rõ con hát cái gì, chỉ vô bắt đầu những cái nốt sau, những cái từ sau mới nghe được thôi. Đúng rồi, cho nên để ý hơn mấy cái đó con ha. Rồi mấy cái phát âm ngã nghiêng, phát âm hết cái chữ cho tròn cái chữ nghiêng. Cái nốt đó nó chưa có hết để nó chuẩn bị nối qua câu khác á, thì tất cả những cái vần đó đều phải được xử lý rất tròn và cho tới cái hơi cuối cùng. Ngã nghiêng, chữ nghiêng kia mất tiêu rồi, trong cổ rồi á, thì cái đó là nó bị giảm cái hiệu quả, cái phần xử lý của mình nha con. Còn lại thì cô đánh giá rất là cao khi mà con rất là can đảm hát ca khúc này, một bài hát rất là hay. Chúc mừng Hải. Bởi vì chú thấy á, cái bài này thường đa số là giọng nữ hát, cho nên là khi giọng nam hát nó có cái hạn chế của nó. Và với cái thể loại âm nhạc này khi mình hát á, mình phải miết chữ. Với các con tuổi còn nhỏ quá, nói thì không biết các con có hiểu không, đó là cái sự hơi lả lơi một tí trong cái giọng hát của mình đó. Nó trong cái phát âm của mình á, nó phải có cái sự lả lơi một tí thì nó mới ra được cái chất, đặc biệt là trong cái bài Đêm Ả Đào này nữa. Và khi con hát cái thể loại âm nhạc này, nó cần phải có những cái độ rung, những cái nấc, những cái dứt thì nó mới ra, chứ nó không thì mình hát nó sẽ giống như một bài nhạc trẻ bình thường thôi. Mà đó là cái điều mà có lẽ là con cần phải rèn luyện nhiều hơn. Mặc dù hôm nay chú rất là bất ngờ khi một chàng trai lại có thể hát được một cái bài khó như thế. Và về cái phần dàn dựng nữa thì rất là đẹp, hỗ trợ cho con rất là nhiều. Cô có một chút nể phục dành cho con, tại vì cô thấy sự chuyên nghiệp của con. Con tập trung cao độ lắm, không có một giây phút nào mà cô thấy con phân tâm hết á. Từ đầu đến cuối con tập trung. Và ngay tới bây giờ nè, con nghe những lời cô chú nói là con vẫn đang rất là tập trung. Thì cô biết rằng là thực sự là bạn Hồng Hải là một người bạn rất là mê việc con đang làm. Con yêu việc con được hát,
và con cố gắng hết sức mình để thể hiện. Chính vì cái sự chuyên nghiệp đó của con cho nên gần như cô không có bắt lỗi hay là cô không tìm được một cái điểm nào sơ sót để mà cô phân tích ở đây. Cô thực sự đánh giá rất là cao tiết mục này và đánh giá rất là cao con luôn. Cảm ơn cô. Thông qua đây thì con có điều gì mong muốn được gửi đến thầy trực tiếp giảng dạy mình là thầy Quốc Đại không? Con xin gửi lời cảm ơn tới thầy Đình Lộc, cô Xuân Thảo và thầy Quốc Đại đã dạy dỗ con và cho con được có ngày hôm nay ạ. Yeah. Không, thật sự thì khi con về với đội thầy thì thầy cảm nhận được cái năng lượng ở Hải rất nhiều. Và cái tư duy chọn bài của Hải cũng khác mấy bạn khác rất là nhiều. Và Quốc Đại cảm thấy rất là ngỡ ngàng khi mà ở tuổi con mà chỉ thích hát những ca khúc khó, tự làm khó bản thân mình. Thì thầy nghĩ với tinh thần như vậy, nếu mà thầy đưa con một bài quá an toàn thì sẽ làm rất uổng cái năng lượng của con. Và hôm nay con làm tuyệt vời hơn những gì thầy mong đợi ở con. Thầy phải cảm ơn con. Ánh nắng sớm vừa lên khắp nơi reo cười, tân một ngày tươi vui, một ngày xinh tươi đang tới. Tôi nghe như được trong nắng mai xanh ơi, tiếng chim đùa trong anh giữa hồng ban mãi cho ngày mới. Và tôi lẽ mình đi theo những con đường, đừng xây đông người người trên lối. Và tôi ghé vào một quán vắng bên đường, tặng cho tôi một ly cà phê trong buổi sáng. Xin chào phố phường, quê chào những con đường đã cho tôi cùng bà bồi vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quên một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, thích sẽ ôm nơi kia thân quen đôi con phố. Xin chào em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi đây. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như còn trong tôi vài điều chưa nói đời thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và lo ngày vui sẽ tới. Xin chào phố phường, quên cho những con đường đã cho tôi cùng ba bồi vui cùng tôi lên. Xin chào nơi quán quên sáng nay đâu rồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chút sợ ôm người kia thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn, vẫn như gọi trong tôi bởi điều chưa lo để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đó ngày vui tôi sẽ tới. Hey! Xin chào phố phường, quên cho những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quên sáng nay đâu rồi, có mọi người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chút sợ ôm nơi kia thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Xin chào phố phường quen cho những con đường đã theo tôi cùng bao buổi vui cùng tôi lên. Xin chào nơi quán quên một sớm tôi ngồi, có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chút sợ ôm nơi kia thân quen đôi con phố. Xin chào em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Vẫn là em sáng nay sáng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đẹp biết bao. Chúc mừng. Xin được mời quý thầy cô ạ. Xin chào Quốc Vượng. Về cái việc chuyên môn thì là con quá tốt.
kiểm soát được giọng hát của mình rất là tốt, kiểm soát được cái hơi thở. Cái bài này không phải là bài dễ hát đâu, nốt treo và nốt nhanh liên tục, cần cái hơi thở, cần mọi thứ phải rất là vững chắc, và con kiểm soát tất cả mọi thứ trong bàn tay của con. Rồi cộng hưởng với việc con di chuyển trên sân khấu, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Tuy nhiên cô chỉ có nhắc con một cái việc ngoài chuyên môn, cố gắng làm sao kiểm soát cho mình một cái cách hồn nhiên nhất. Mọi thứ nó đến từ trong máu của con rồi. Con là một em bé rất là đặc biệt. Con có một nét gì đó rất là nổi bật. Để nói là con phải thay đổi thì không phải là dễ. Mình chuyên nghiệp là một chuyện, nhưng mà mình giữ được cái hồn nhiên của mình, biết tiết chế, thì cái hình ảnh của mình nó càng tốt hơn. Cô chúc mừng con, rất là tốt con. Con cảm ơn cô ạ. Mình đã từng đi biểu diễn nhiều nơi rồi đúng không? Được. Thì cái điều đó nó có cái lợi mà nó cũng có cái bất lợi. Con có tất cả mọi cái thần thái, vũ đạo, giọng hát con có đủ. Nhưng nếu như mình đúng được với cái lứa tuổi của mình trong cách biểu diễn thì có lẽ con sẽ đáng yêu vô cùng luôn. Bởi vì chú vẫn đang nhìn thấy đâu đó hình ảnh của một ca sĩ người lớn thu nhỏ lại diễn trên sân khấu, chứ không phải một bé vượng 13 tuổi. Cái sự chuyên nghiệp nó có trong con hơi nhiều một tí. Làm sao để mình có thể mình bỏ bớt đi những cái sự mà lão luyện và chuyên nghiệp đó, để mình vẫn là một cậu bé 13 tuổi. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Ốc xin được chia sẻ. Cô Ốc thật sự tôn trọng cái cá tính và con người của con. Cô biết con sẽ không khác được, vì đó là con. Có những đứa trẻ sinh ra giống như đã phải đặt để vào vị trí của một ngôi sao. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là như vậy. Và cô Ốc với tư cách là một người mẹ và một người nghệ sĩ nữa, cô rất là tôn trọng cái cá tính của con. Chẳng qua là thử tài siêu nhí nghe nó có vẻ hơi nhí so với cái tư duy về biểu diễn của con, vì nó lớn hơn các bạn, cho nên mình cứ cảm giác rằng là bé mất đi hồn nhiên và nhiều điều khác. Nhưng mà cô sợ rằng lần sau nữa khi con bước lên sân khấu, con sẽ bị không biết mình phải làm sao cho nó đẹp lòng tất cả mọi người, vì đây mới là mình nè. Tuy nhiên với thử tài siêu nhí thì cô nghĩ đây cũng là một cơ hội rất là tốt cho mình. 13 tuổi chưa phải là lớn con, mình vẫn còn rất là nhỏ. Cô cũng rất là mong con của cô ở tuổi 13-14 tuổi thì cũng đúng với tuổi thôi, nên là cô chỉ mong rằng con đủ thông minh để chọn lọc và biết là mình sẽ phải thay đổi điều gì. Thầy Nam Cường sẽ ở bên cạnh con và có sự cổ vũ của tất cả mọi người nữa. Nhưng cô vẫn rất là muốn là chúng ta vẫn giữ lại được một Lưu Quốc Vượng rất là đặc thù và khác biệt. Cô tôn trọng điều đó và cô chúc mừng con với tiết mục này. Bởi vì mọi người thích con nha con, cho nên bây giờ bé Vượng và thầy Nam Cường, mình về giữ lại những cái gì đặc trưng của con, những cái gì hay của con, nhưng tiết chế lại bằng cách chọn bài, bằng cách gì đó để cho con có một cái hình ảnh làm sao phù hợp với chương trình và phù hợp với tất cả cái tình yêu mọi người dành cho con. Một tràng pháo tay dành cho Quốc Vượng. Việt Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trùng. Việt Nam tôi đó, có mẹ già, có mái tranh xiêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng, có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hơi nhịp vọng đong đưa. Việt Nam tôi hỡi nhớ cháu ơi, tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần súng nó bom rơi. Việt Nam tôi đây, người khóc than vẫn nở nụ cười. Người bước đi xa mãi một thời, những ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời binh coi. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Nước Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiến dòng.
nguồn dòng máu Việt Nam. Đất Việt ơi, xin muôn đời tạ nghĩa an sao. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà, nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin được mời cô Ốc ạ. Trời ơi, cô phục Thái Hà quá à. Con tập trung và con nghiêm túc theo dõi tiết mục của con, không thể rời mắt được luôn. Không dám liếc ngang liếc nhọc thì cô không có muốn bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của con trên sân khấu. Và muốn được tận hưởng cái giọng hát của con.
con hát live hay là con thu đĩa vậy? Con có cảm giác giống như là thu rồi phát lại á. Trời ơi, nó trong mà nó không có một cái lỗi nào luôn á, gần như là hoàn hảo luôn, chỉnh chu đến mức mà đáng ngạc nhiên trong cái tiết mục này. Xin hỏi thầy Quốc Đại là cái việc tập tiết mục này cho bé Thái Hà nó đã diễn ra như thế nào ạ? Ở vòng trước nhận được cái sự góp ý của ban giám hiệu là con quá buồn, vòng này thì nhiệm vụ của thầy là phải lột xác cho con. Cả hai bài hát đối với con đều hoàn toàn mới, nhưng mà khi giao bài thì con rất là thích. Con hôm nay đã làm thầy tự hào về con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. Xin mời thầy Đại Nghĩa ạ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản cũng là một câu chuyện quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở đây bản dựng cũng không hề mới, nhưng mà cái điều ấn tượng nhất của chú giống như cô Ốc cho nên là cái giọng hát của con thôi. Mới có câu đầu tiên con cất lên là trời, chú nghe là chú sẽ thích rồi. Và sau đó những cái câu con hát tiếp theo không phải chỉ là nó hào hùng, mà nó còn có cái sự tình cảm, cái sự ấm áp, cái độ ngân trong cái giọng của con. Và những cái nốt cao con hát rất là sáng và rất là tròn trịa. Từng chữ một con hát, dù là nốt cao hay nốt thấp, chú Nghĩa đều nghe được hết. Chúc mừng con. Con cảm ơn thầy ạ. Giọng hát của con vô cùng là giá trị. Cái rung của con rất là hay, ngọt ngào, tình cảm, nhưng mà cũng có những cái lúc đẩy cao trào lên. Giọng rất khỏe và rất vang sáng. Và để có được điều đó, phải nói thật sự là công của thầy Quốc Đại của con. Công chọn bài, công chuốt tất cả những cái lỗi. Bởi vì so với cái tuần trước cho tới bây giờ, con hoàn toàn khác. Bài này mượt mà hơn, nuột nà hơn, câu chữ hơi hám, đàng hoàng tử tế. Để tất cả những gì diễn ra trên sân khấu, chỉ nổi bật nhất là một mình con thôi. Có một điểm cộng là khi mà con đi ra, con bước ra với một dáng vẻ rất là oai hùng. Và cô chúc mừng con cho cái tiết mục rất là thành công vừa rồi. Không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng cho em những gì hy vọng đó là mai trường. Dù rằng em bước thanh thang, hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh. Về một thế giới cho em những gì tốt đẹp đó là tấm lòng của bao người. Của bao người. Vũ đoàn Đam Mê, chúc mừng Hà Vi. Thầy Cường, có chuyện gì đã xảy ra với thầy? Tại cái lúc con hát, con có hơi bị tập trung quá. Có một số cái con không làm đúng cái ý, đúng không? Nhưng mà về sau đó thầy thấy con lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn con. Hà Vi ơi, mệt không con? Dạ không. Con có hài lòng với tiết mục của mình không? Dạ một nửa. Một nửa. Có phải do hôm nay mình hơi hồi hộp, hơi căng thẳng chút xíu không con? Sự là cháu phải đi bác sĩ hai ngày nay. Đó, ngày... chú nghĩ rằng con mệt. Ngày chắc là con hai hôm nay là cháu đi bác sĩ. Và cái ngày hôm qua chạy chương trình đó là ù tai không nghe gì hết luôn. Một phần là vì bài hát này khó quá. Nếu mà không bản lĩnh là sẽ rất là dễ bị lôi ở một số đoạn. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng là Hà Vi vẫn có một cái chất giọng rất là đặc biệt. Đầy nội lực, nó khỏe và nó rất là nhiều tâm trạng. Nên là nó vẫn truyền tải được cái điều bài hát này muốn nói. Cảm ơn con. Chú Nghĩa có cảm giác giống như cô Vân vậy đó. Cảm giác con đang cố, con hết sức, con rướng để con hát. Và nó không có thực sự được thoải mái. Và cái điều đó nó còn hiện rõ lên trên gương mặt của con luôn. Thì đây cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia một chương trình nào đó đó con. Phải giữ được cái sức khỏe của mình, phải giữ được một cái trạng thái nó tốt nhất cho cái ngày thi. Cái âm sắc giọng của con chú cũng rất là thích. Ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt con nha. Dạ. Bài này là một bài hát rất rất là hay.
Tuy nhiên á, để hát được bài này tốt á, phải có thời gian để cảm nhận được cái điệu của cái bài này. Tiết tấu của bài này là kiểu phân kỳ, nó hơi rock alternative thì nó rất là khó để mà có thể bắt nhịp được nó. Cần phải có cái nhịp ở bên trong là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đủ cái thể lực của mình để mà đi hết tất cả các quãng. Bài này vô cùng khó, cao độ lên xuống, phải có thời gian vừa cảm được âm nhạc, vừa tập thật là kỹ thì hát mấy cái đó nó tròn trịa đâu đó hết á. Người ta nghe, người ta mới cảm nhận mất sức khỏe chút xíu, nhịp chưa chắc hoặc là cái cao độ chưa vững. Giống như cái đường ray, nếu như cái nốt của mình nó đi trật ra đường ray một cái là người ta thấy được mấy cái lỗi đó của mình liền. Đó là cái vấn đề của con ngày hôm nay thôi, chứ cũng giống như là chú Đại Nghĩa và cô Ốc Thanh Vân.